Sáng nay 21 tháng 8, Ban Tôn giáo sẽ nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc chức diệt, nhà tu hành các tôn giáo và đại diện ban quản lý cơ sở tín ngưỡng năm 2024. Hội nghị được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Các vị chức sắc chức diệt, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được nghiên cứu các chuyên đề, nội dung về tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới, Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, một số điểm mới của luật đất đai năm 2024, chính sách pháp luật liên quan đến đất đai tôn giáo, chính sách pháp luật liên quan đến xây dựng sửa chữa cơ sở thờ tự, luật an ninh mạng, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, chính sách pháp luật về giao thông, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, luật tín ngưỡng tôn giáo, nghị định 95 ngày 27 tháng 12 năm 2023 của chính phủ, tình hình tôn giáo trong nước và trên thế giới phát huy vai trò của tổ chức tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu